Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ test cho anh em một cái này cực kỳ thú vị. Ok, lúc này thì các bạn sẽ thấy cái giao diện mình hơi lạ một chút vì mình đang ở bên một cái sự kiện đặc biệt ở bên server Brazil. Đấy, bên này thì họ sẽ có một sự kiện khác biệt hoàn toàn. Nhưng mà trước khi đó thì họ đã thông báo cho tất cả người chơi về cái ngày mở server test, đó sẽ là ngày 7 tháng 7 nha anh em nhá. Đấy, ngày 7 tháng 7 sẽ là ngày mở server test. Như vậy chúng ta còn một tuần nữa. Ở bên này đang có một sự kiện, đó là nhận được cái hành động Anita và nhận hành động Free Vũ Điệu Hoang Dã ở nhân vật Anita. Và nhảy trông buồn cười thật sự ạ. Vâng, điệu múa trông rất sexy. Và đây là điệu múa à, anh em thấy không? Trông buồn cười vãi trưởng. Và quả hành động này mà đi chôn đồng đội phải gọi hết nước chấm. Hành động này chắc là mấy anh em trên top top lại rất thích. Đấy, mấy hành động này trên top top anh em chạy rất thích. Bởi trên đấy là hay chế mấy cái video theo kiểu phong cách này. Ở bên này thì theo một số tụi mình biết là ngày 2 tháng 7 sẽ nhận được free con Anita. Và có thể con nhân vật này sẽ chỉ phát hành ở server Brazil thôi, tức là ở các server khác sẽ không có nhân vật này. Đấy thì đấy theo mình biết là một số cái tin đồn, không biết là nhưng mà để làm gì nhỉ, tại vì thật ra bây giờ tất cả nhân vật đều free mà anh em. Đấy, tất cả nhân vật đều free nên là cái con Anita này nó thậm chí còn chẳng có skin đặc biệt cơ. Đấy, mà cái hành động nhảy nó rất là hay nhá, nó sẽ tự động làm cho cái phần đuôi của nhân vật của chúng ta nó bay lên. Đấy, nó sẽ tự động làm cho phần đuôi của nhân vật của chúng ta bay lên, ví dụ như là mặc áo choàng hay áo chùm thì tự nó sẽ bay lên. Đấy, anh em thấy không? Đấy. À cái bộ này là bộ này thì không cho nó bay lên được. Đây để tôi chuyển sang cái bộ khác đây, tôi cho con Kelly nhá. Đấy, cho anh em xem. Đấy, cái đuôi nó sẽ tự vảnh lên này. Đấy. Tất cả cái phần kiểu váy hay đuôi đều nó sẽ tự vảnh lên. Đấy, nói chung là cái hành động này tôi thấy là nó cũng khá thú vị. Đấy, trông buồn cười thật sự ạ. Đấy, trông buồn cười vãi trưởng. Cái hành động này đi chôn mấy thằng địch thì phải gọi là hết nước chấm luôn. Đấy, đi chôn mấy thằng địch phải gọi là hết nước chấm luôn. Hành động này nói chung nó sẽ không hợp với cả các bạn nhỏ. Đấy, nói chung là các bạn nhỏ khi mà chơi Free Fire mà sau này sở hữu cái hành động này mà cũng chưa chắc là hành động này đã ra mắt server Việt Nam đâu. Đấy, nhưng mà anh em cẩn thận nhá. Và cẩn thận bố mẹ đánh vỡ mồm. Đấy, ví dụ bố mẹ đang ngồi cạnh chơi Free Fire thấy bạn đang sử dụng cái hành động này quay ra tát cái ngay vào mồm, ối rồi ôi luôn. Đấy, đây anh em sẽ thấy là cái đấy, cái áo tự động nó sẽ bay lên. Đấy, rất là thú vị luôn. Đấy, cực kỳ hay. Vào trong game đem test đi chôn với thằng đồng đội anh em. Đấy, đi chôn với thằng đồng đội thôi, tầm này ngại gì mà không chôn với thằng đồng đội nữa. Ping hơi cao anh em ạ, ping hơi cao. Anh em thấy ạ, hành động này nhìn ghét thật sự ạ. Đấy, trong hành động này rất khó chịu nha. Đấy, trông cực kỳ gợi đòn. Đấy, ok con dê. Và để lên đến vị trí của Rika Khịa, streamer gà nhất Việt Nam. Nhiều thằng gà hơn tôi anh em ạ. Đâu rồi? Và Thảo loanh quanh đây, cậu bắn nó hỏng người luôn. Đấy, cậu bắn cho nó gọi là hỏng hết cả con người, hỏng hết cả người người còn. Ui xùi, đây rồi. Ôi đây, đây rồi. Đây rồi, xin mẹ cái đầu. Bên này bắn nó hết choạt nửa ngày, địch nó mới nằm xuống anh em ạ. Ping cao này nói chung không làm ăn là gì. Ping bên này quá cao luôn. Ping này tận 200 mấy, tại vì nó cách Việt Nam nửa vòng trái đất mà anh em. Đâu rồi? Có thằng nào bị thịt để cậu gọi là biểu diễn hành động nào? Đây rồi đôi giày. Và ui nguyên là team nó, ui team nó đông thế. Và team nó vẫn đang mải giao tranh với team mình. Đấy, ngồi đây với chúng tôi xả sát thương bên này trợ lên anh em ạ. Xả sát thương năm ngày rồi để cậu múa các bạn xem. Đấy, xôi múa nó quá mượt luôn. Ui xôi múa nó quá mượt luôn. Múa đây à, chết hết rồi à. Vâng, và tưởng bạn như nào, tưởng gì, hóa ra nó lại chỉ tưởng được thật sự anh em ạ. Và thế là team mình có nó một thằng thôi anh em ơi. À, một thông tin rất hay mà mình muốn hé lộ cho anh em nhá, đó chính là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều các em thủ bị ban nick. Đấy chính là ở thời điểm hiện tại, đấy chính là có một số bạn ấy chơi bằng giả lập PC thì các bạn ấy chạy một cái phần mềm gì đấy, tôi cũng không tìm hiểu về cái phần mềm đấy, nhưng mà bạn ấy chạy một cái phần mềm gì đấy và cái phần mềm này nó giúp cho các bạn ấy là chơi PC nhưng mà lại ghép trận với mobi. Đấy, ghép trận với mobi và có thể leo rank mobi bình thường. Tức là khi mà tôi theo tôi biết là khi mà các bạn sử dụng cái phần mềm đấy nhá, là cái biểu tượng PC ấy, biểu tượng máy tính ấy, là nó sẽ biến mất. Đấy, nó sẽ biến mất và các bạn thì có thể tìm trận với những người chơi mobi bình thường. Như vậy tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái lợi thế nhất định. Đấy, nó cũng sẽ có những cái lợi thế nhất định dành cho những người mà sử dụng PC để mà chơi, sử dụng giả lập để mà chơi ấy. Và theo những thông tin tôi biết
Thì đợt này bên Nga Free Fire họ truy quét cả vấn đề luôn. Tức là họ ban nick cả cái người mà sử dụng PC để chơi, sử dụng cái phần mềm đấy để can thiệp và để cho PC có thể leo rank ở mobile và gây mất cân bằng cho trò chơi. Đấy thì đấy là theo tôi biết như vậy. Ví dụ như tôi nói thật là tôi dùng giả lập PC thật, nhưng mà tôi chỉ bắn thường thôi anh em ạ. Đấy, tôi chỉ bắn thường, không bao giờ tôi bắn rank. Tại vì là bắn rank có tìm được trận quái đâu mà bắn rank. Mà nếu mà tôi có tìm bắn rank ấy thì rank của tôi sẽ gặp boss siêu việt, boss siêu cường hóa đến từ Gaena. Thứ hai nữa là nếu mà tôi chơi PC mà chơi tử chiến xếp hạng mà cũng leo rank thì tôi sẽ chỉ gặp những người mà cũng sử dụng PC giống tôi. Đấy, và họ bắn tôi thì gọi là nát người luôn. Đấy, mình cầm PC thì nói chung là mình bắn là hơn mấy bạn mà cầm mobi gọi là gà thôi, chứ còn gặp người chơi mobi khá trở lên và người chơi gọi là PC giỏi là mình thua. Đấy, là mình chết như chó lão hạc ngay. Thì đấy là cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cho anh em. Đấy thì nói chung là thực ra ấy, cái bypass theo tôi biết ấy, cái chương trình mà nó tên là bypass, là cái chương trình mà để ghép được giả lập PC với mobi ấy, là mua phải mất tiền. Đấy, hình như là thế. Nhưng mà nói chung là, và có rất nhiều các bạn là streamer cũng đang dùng cái đấy. Thì có nghĩa là nếu mà chúng ta làm streamer con game Free Fire này ấy, nó là con game mobi, thì chúng ta cũng nên sử dụng mobi để chơi thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta sử dụng PC thì chúng ta chỉ nên chơi đấu thường thôi. Đấu thường nó vui vẻ, nó vô thưởng vô phạt. Ví dụ như tôi chúa tể chơi đấu thường. Đấy, ông chùm chơi đấu thường nha anh em nhá. Và hoàng đế chơi đấu thường. Đấy, tôi là streamer duy nhất mà chỉ chơi đấu thường anh em ạ. Và mà vẫn anh em vẫn ủng hộ. Đấy, tại vì nói thật nhá, mình chơi PC là vì sao? Mình chơi PC là do mình chơi mobi nó quá cùi. Đấy, thế là mình bắn mobi nó quá kém. Đấy, thứ hai là mình mắt mình cũng kém, là mình chơi mobi mình không nhìn thấy địch. Đấy, thì mình chơi PC thế thì là căn bản là mình cũng chỉ chơi PC để test đồ các thứ cho anh em, ví dụ test hành động vũ điệu hoàng dã cho anh em thôi, chứ còn không phải là mình chơi để ăn thua, để hơn thua ai. Đấy, tại vì tôi cũng chẳng bao giờ công nhận được cái chuyện là tôi bắn PC giỏi, nghĩa là tôi giỏi hơn những người chơi mobi cả. Đấy, cho tôi cầm mobi vào ngáo đét luôn. Đấy, tôi chỉ vào game tôi nhảy mấy thằng ấy xem thôi. Đấy, vào game mà cũng là chỉ để mình nhảy mấy thằng này xem thôi. Đấy, cái thằng kia nó không thèm buồn bắn mình luôn. Không buồn bắn cậu cho xin viên đạn. Thế là nằm luôn. Tôi nói thật là không bao giờ tôi dám nhận là tôi chơi giỏi hơn các bạn chơi mobi. Mà các bạn biết là tôi là streamer bắn ngu nhất Việt Nam rồi đấy. Đấy, cũng là thuộc dạng người chơi, cũng thuộc dạng chơi ngu cái con game này. Thế nên là mình biết cái thực lực của mình như vậy. Thế mình cũng không bao giờ dám gáy. Ngày xưa thì bên Gana Free Fire cho PC và mobi ghép chung. Đấy, thì thôi nó còn được gáy. Bây giờ nếu mà gáy vào mắt. Đấy, bây giờ mà gáy bằng niềm tin luôn. Thế nên là đấy, thì nói chung câu chuyện nó cũng đơn giản là như vậy thôi. Thì chúng ta cũng sẽ phải làm sao mà cho nó hợp lý. Ví dụ như anh em mà đang chơi Free Fire mà làm streamer đấy, kỹ lăng đấy, đặc biệt là streamer kỹ lăng, thì anh em thôi thì chúng ta cũng gọi là chuyển qua chơi mobi cho nó kỹ năng hơn. Đấy, xúc anh em thấy tôi đặt ra quả bóng keo vàng chóe lóe eo. Đấy, tôi lại ra múa nó xem. Nói chung quả hành động này tôi nghĩ là hợp với các thanh niên trên TikTok, và sẽ có những cái vụ khá là buồn cười liên quan đến cái hành động này. Nhưng mà nói chung là anh em cũng chủ yếu là chúng ta làm hành động này khi mà không có phụ huynh nào xem nhá. Đó, phụ huynh xem đánh vỡ mặt. Đấy, ok con dê. Đấy, được thật sự anh em ơi. Ok. Mà hành động này thật ra mình chỉ nhận được 4 ngày thôi. Còn có lẽ là đến khi con Anita ra thì nó sẽ có một cái chuỗi hành động free hay như nào đấy để lấy được hành động này. Tôi nghĩ là hành động này cũng sẽ thuộc dạng khá hot đấy. Nhưng không biết là con Anita để có bán server Việt Nam, có ra mắt server Việt Nam không. Và ngoài ra thì những cái đồm lên con Anita để có ra mặt server Việt Nam không thì chúng ta cũng sẽ phải chờ. Ai ui trận này mình 9-0 ạ. Mình vừa bắn vừa chém gió vừa nói chuyện anh em. 9-0 được thật sự anh em ạ. Và ok, và anh em nếu mà đang có gọi là anh em mà đang có nhu cầu là mua tai nghe, mua các loại phụ kiện điện thoại, anh em có thể ghé qua đó Riaki Store. Ngày mai thì sẽ bắt đầu, đó là chương trình siêu sale tháng 7 nha anh em nhá. Mai là chương trình siêu sale tháng 7 của Riaki Store. Anh em tham khảo đường link đó Riaki Store HN, Riaki Store ACM trên Shopee hoặc Riaki Store trên Lazada. Thì ngày mai tất cả các cái mẫu tai nghe thì đều sẽ được giảm giá đến 50%. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có rất nhiều phần quà đính kèm ở trên những cái phụ kiện mua tại Riaki Store.
thì anh em gọi là chú ý, đặc biệt là voucher trị giá tới 100k dành cho những người theo dõi ở trên kênh Shopee của Riaki Store nha. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em theo dõi video này. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nha. Chúc anh em có một giấc ngủ ngon. Bye bye.